Bữa nay mà không bẻ nhanh đi mà trồng. Ấy, sắp xuyên thủng hết cả ly lông của túi bầu rồi. Hai cái măng này. Riêng cái loại măng này thì ăn thì ngon hết nước chấm. Cây 1 năm tuổi các bạn nhé. Mà cái măng này cách đây chục ngày mình đã quay cho các bạn xem cái búi này đấy, 1 năm tuổi. Hôm đấy là 14 cành, nhưng 14 cành chết, nhưng hôm nay thì dễ đủ yêu cầu đạt điều kiện và đã bẻ mất. Bây giờ còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái video trước là mình đã quay thì cái cành này, cái cây này có 14 bầu và đã bẻ đi mất 9 bầu rồi. Bây giờ còn có 6 bầu. Nhưng bầu này dễ đã đủ điều kiện rồi các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn. Hôm nay trời nó nắng nắng nên là quay nó cũng không được rõ lắm. Đấy, các bạn thấy không? Dễ này. Đấy. Và đây là mai thái nha các bạn nhé. Đã mà nào. Phân 14 không? 14 phân. Dài nhá, từ dài. Cái này chắc ngoài 50 rồi hả? Chắc ngoài 50. 55 với 56 phân. 56 phân. Wow. Mai thái nha các bạn. Kinh khủng khiếp. Nhìn quay ở măng, búi măng. Này, chịu cả. Quay vào cành chiết này chị này. Đây, quay vào cành này em bóc ra cho xem. Đấy nhá, cành chiết đây. Giống rồi. Tại vườn này. Wow. Nay mà về trồng không sống nữa thì thôi. Đây, quay đây thằng đường này. Đi đây. Wow. Đấy, dễ đấy. Cành kia cũng ra, cành này. Ôi, dễ, xiên hết cả ra rồi. Đấy. Mọc măng luôn tại bầu. Ê. Cái này có bao ngọn măng. Các bạn nhìn măng này. Măng rất ngon. To, ngon. Wow. Hơi căng. Một đống măng này. Cây 1 năm tuổi. Wow. Đây là vườn mai thái nhé các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ cho mình theo số điện thoại 0898717146 nhé các bạn. Đấy. Đây là cảnh thực tế cây mai thái. Nếu như mà cây măng này còn bé bé, các bạn chặt thì các bạn bảo bao nhiêu? Đây găng tay của mình 18 phân này. Nắm chưa hết một nửa. Măng non đang lên. Măng này các bạn. Ấy. Nhúc nhúc. Thực tế. Vườn mai thái nha các bạn. Đây này, lá mượt mượt, cả măng cả lá luôn, 13 phân, cứ nhỏ này vào một tí, hay gọi là dày lắm vậy, gọi này dày, rồi còn khộp, 5-6 phân,
quay hết cỡ. Đây 5-6 phân này. Đấy. Wow. 5-6 phân. Đó. Rộng 13 dài 5-6. Ghê yêu. Hái một bùm chắc phải được chục cân, hơn chục cân. Nhìn chỉ thấy lá là lá. Riêng loại mai thái này thì măng của nó lại đỉnh của đỉnh luôn. Vừa ngọt vừa mềm. Mai thái nha các bạn.